Chiều ngày 29 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Sơn phối hợp với Đoàn Thanh niên phường, Hội Anh chị em Kiến An tổ chức tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Trài. Từ nguồn kinh phí vận động, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Sơn phối hợp với Đoàn Thanh niên phường tặng quà tất cả các hộ gia đình trẻ em dưới 16 tuổi, người cao tuổi và sinh viên hiện đang cư trú ở xóm Trài, tổng giá trị các phần quà là 20 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Đoàn Thanh niên phường và Hội Anh chị em Kiến An tổ chức cắt tóc miễn phí cho toàn bộ người dân xóm Trài. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng giúp đỡ các gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.